chọn được cho mình rất nhiều những khu vực để có thể nhảy xuống, đó là khu vực Los Eagles, Minas de Sur ở bên cánh trái của bản đồ. Các viên của team Best Absolute Perfect lựa chọn cho mình có lẽ hướng về khu vực Paraiso. Những khu vực như là Paraiso hay là Impala có lẽ là một trong số những điểm đến ổn của cái đường bay này, cũng như là cả Pecado hay San Martin cũng đều là những điểm đến tốt. Tuy nhiên những khu vực như Emposo hay là La Cabrera thì nó tương đối xa so với cái đường bay của chúng ta. Các viên của team Bốc ngày hôm nay chơi hổ báo nhiều hơn, chứ không phải lối chơi an toàn như những ngày thi đấu đầu tiên. Các thành viên của team Bốc lựa chọn cho mình khu vực đó là Pecado ở round thứ hai này. Và có lẽ họ sẽ đụng độ với một team nào đó, nhưng mà trong khoảng thời gian ban đầu tôi nghĩ rằng nếu như thấy cùng một team đáp xuống thì họ sẽ chia nhau ra. Một bên sẽ lút ở nhà thi đấu, một bên sẽ lút ở dãy căn chung cư, và thường là căn chung cư sẽ giàu hơn một chút xíu so với nhà thi đấu. Bởi vì là căn chung cư có thể di chuyển sang vực casino là rất nhanh, một phần lớn của đó là Pecado. Và đó có lẽ là các thành viên của team Evos, có thể là các thành viên của team Evos sẽ đụng độ team Bốc ở khu vực Pecado. Đúng là như vậy. Evos cũng là một team từ Thái Lan, tay cực kỳ to, các thành viên team Box cũng nên cẩn thận. Như tôi đã nói, khi mà thấy cùng một team đáp xuống thì họ sẽ chia nhau ra như thế này đây. Và bây giờ thì các thành viên của team Box có lẽ là những người có cho mình nhiều nhà khu vực lớn hơn. Đúng rồi, có cho mình nhà thi đấu và khu vực đó là chung cư cao tầng màu đỏ. Ở đây là rất sớm các thành viên của team Box đã lựa chọn được cho mình khu vực an toàn. Chắc chắn là sẽ kê chắn và biết các thành viên của team Box tại khu vực này. Evos Ernie chưa có được nhiều trang bị lắm, mới đang cầm cho mình khẩu lục mà thôi. Đang có ý định vòng ra và có lẽ sẽ đụng độ với các thành viên phía của team Boss ở ngay khu vực này mà thôi. Chưa có súng. Lúc này thì Ernie đang cố gắng nhặt thêm cho mình giáp, những cái mũ, và vẫn chưa có một khẩu súng nào. Vừa rồi là hình như là những viên cái nỏ đã có khẩu M14 rồi, M16 rồi, chính xác là M16. Đến từ vị trí của Ernie và đang kê sang bên phía Evos, chắc chắn họ biết có sự xuất hiện của team Box tại đây. Team Box thì đã lựa chọn được cho mình một khu vực lớn ở khu vực Pecado, chắc chắn là nhiều đồ hơn các thành viên của team Evos khi mà Evos đang bị giạt ra, đẩy về những khu vực nhà nhỏ và thậm chí có thể là bị đẩy sang khu vực nhà L cây xăng. Và đã có một thành viên của team Evos sang khu vực nhà L cây xăng để có thể bắt đầu loot đồ. Có lẽ các thành viên của team Evos chắc chắn là ít lượng trang bị hơn các thành viên của team Box. Vẫn đang là những tình huống kê để đảm bảo rồi đối phương sẽ không đẩy sang khu vực của mình, đó là các thành viên bên phía của team Evos. Và vừa rồi thì team 14 đã có một màn hạ gục của Best Absolute Perfect. Có lẽ các team vừa hướng về Priso, đó là thành viên của team 14 cũng như các thành viên của team Best Absolute Perfect. Đúng là như vậy, giao tranh trong khoảng thời gian ban đầu nổ ra. Và chúng ta thấy rằng Best Absolute Perfect tiếp tục mất thêm một người nữa, đó là vị trí của Gold. Các thành viên của team Talon thì lựa chọn an toàn cho mình với những khu vực lút xa, tránh giao tranh ban đầu là tốt. Các thành viên của team Talon có thể đảm bảo được những lượng người ban đầu là tốt. Duy trì một cái top cao lúc này nó sẽ có được tương đối nhiều điểm cho các đội. Chúng ta thấy rằng ở round đấu đầu tiên khi mà Gam chỉ có được 1 kill nhưng họ có top 2, họ được cực kỳ nhiều điểm rồi. Và Gam đang là đứng xếp top 3 trên tổng điểm ở xếp hạng khu vực Priso. Các thành viên của team 14 và team Best Absolute Perfect là tấn công nhau, và để rồi goal của Best Absolute Perfect là người phải nằm lại. Nhưng hai thành viên phía của team 14 đang cực kỳ thấp máu là Mario và Sentiment. Và đó là tình huống mà Best Absolute Perfect tiếp tục mất thêm một người nữa, đó chính là vị trí của Noah. Lúc này thì còn lại vị trí của Mario, không sẽ là Big Dash, Mario và Sentiment thì phải. Không phải Sentiment, là các thành viên của team số 14. Và bây giờ đó là Huy Còi. Nhưng mà là Clear Team thôi. Clear Team. Và người đầu tiên nằm lại trong round này đó là các thành viên của Best Absolute Perfect. Và bây giờ thành viên của team Bốc vừa rồi là knock hạ được hai thành viên của đó là team Evos ở khu vực Pecado. Pecado đang có ý định giao tranh với nhau, và các thành viên phía của Evos đã ngay lập tức mất đi một người, đó Ernie. Jay-Z cũng đang không khỏe khoắn cho Cam. Ace cũng như Bullshark đang là hai người khỏe khoắn nhất bên phía của Evos. Nhưng có lẽ ý định giao tranh của các thành viên phía của team Bốc của chúng ta là đã thành công rồi. Các thành viên của team Box biết rằng khi mà mình triệt hạ, đốc hạ được hai lần các thành viên của team Vos, team Vos phải mất cho mình rất nhiều lượng máu ở đây, bởi khu vực nhà nhỏ các thành viên của team Box đã là chiếm trọn, và thậm chí rằng là một phần lớn khu vực này đã bị chiếm trọn và thậm chí loot đồ đến từ tất cả các khu vực mà các thành viên của team Vos đã loot qua. Các thành viên của team Box quay trở lại để loot tiếp, và đó là tình huống gạt giò trực tiếp đến từ ghe vào vị trí của Ernie kẹt lại trong căn nhà này, không ai cứu nổi anh ta cả. Evos mất người từ khá sớm trong pha đụng độ với các thành viên team Box tại khu vực Pecado, và cảm giác như họ đang lên xe để có thể bỏ chạy rồi. Tôi thấy Evos không có đi đứng lại khu vực này quá lâu với các thành viên team Box khi mà họ sẽ phải từ bỏ Pecado, một khu vực mà họ đã bị chiếm đóng bởi các thành viên team Box. Những thành viên của team Box thì có cho mình được những khu vực nhà là lớn hơn, với nên lượng trang bị là cấp tiến hơn. Và bây giờ có thể Evos sẽ bị sấy đến từ vị trí của El Cún chưa nhìn thấy, và bắt đầu có những viên đạn sấy về các thành viên của team Evos. Vẫn chưa có ai phải nằm lại cả, các thành viên của team Evos có thể đã rời khỏi họng súng của các thành viên team Box. Thoát rồi, như vậy là thoát rồi. Rất nhiều đạn đang băng theo, rất nhiều máu của Evos mất đi trong tình huống này, nhưng họ đã khuất sau mạng đồi bên phía bên kia. Và các thành viên team Box cũng chỉ dừng lại ở việc lấy được một điểm hạ gục của một thành viên team Evos mà thôi.
Team Vos sau khi đã rời khỏi khu vực này chắc chắn sẽ là đi tìm kiếm thêm cho mình lựa trang bị, bởi không hề có mũ đến từ vị trí của X. Rất may mắn đã nhận được mũ 1 đến từ vị trí của X và bây giờ lút thêm những lượng máu nước cực kỳ là yếu máu đến từ nhiều thành viên phía Team Evos. Lúc này họ bị bắn rất rát ở các thành viên phía Team Box và bắt buộc phải hồi máu lại ở một căn nhà gần đó mà thôi. Đây là một khu nhà xưởng cũng không phải là quá giàu có cho Cam, nó chỉ là một cái khu nhỏ ở trên bản đồ mà thôi, không phải là một khu vực lớn. Các thành viên của Team Vos cũng sẽ không dám di chuyển đến những khu vực lớn, bởi những khu vực lớn bây giờ là có quá nhiều team đang lựa chọn. Các thành viên của Team Sunghu đang đứng ở khu vực đó là Vadelma, khi mà các thành viên của Team Mice Control đang bị giạt ra. Có lẽ các thành viên của Mice Control là đến sau, hoặc sau khi giao tranh, các thành viên của Mice Control nhận định là mình không thể bắn được các thành viên của Team Sunghu nên quyết định đó là lùi lại để có thể loot thêm đồ, sau đó khi đủ trang bị mới quay trở lại để giao tranh trực tiếp với các thành viên của Team Sunghu. Allstar đang chuẩn bị giao tranh với AG, tôi cảm giác như vậy rồi. Vừa rồi thì bóc bắn vào người vị trí Pegasus nhưng không trúng một viên nào cả, rất là đáng tiếc. Có lẽ đây là những màn chào hỏi nhẹ nhàng mà có lẽ là những tiếng hét là chưa tới được tai nhau. Vậy nên các thành viên của các team đang là cố thấy gắng. Thấy rồi này, thấy chết rồi này, nhưng đó là tình huống bắn free fire không được ổn lắm đến Pegasus, ngay tức anh ta bị knock. Và đó là một tình huống bắn rất tốt đến từ các thành viên phía team All-Star. Và liệu rằng All-Star có lao lên không? Và liệu rằng All-Star sau khi có cho mình một mạng độc hạ có lao lên hay không? Có lẽ là hơi khó các thành viên của All-Star. Và bây giờ All-Star đang có định hướng lao lên với vị trí của Fury. Fury đang lao rất sát vị trí các thành viên của team, đó là team AG, khi mà vừa rồi AG đã bị mất một người, đó là Pegasus. Skyline với X2 để xem Fury sẽ đẩy lên như thế nào để backup thủ đội mình. Đây chép cũng đang đứng ở rất gần đây. Những quả smoke được trả ra, những quả nade được trả vào đến từ phía All-Star sẽ rất hữu hiệu trong những công nhà như này. Lao lên có điện cản gió đến từ vị trí của Box. Chép đã núp vào thành công rồi. Nhưng đó là tình huống mà Box đã phải nằm xuống. All-Star mất đi người trong tình huống này. Nhưng Pegasus đang cực kỳ yếu máu, cút đến để có thể hỗ trợ cho đội của mình. Và đó là một tình huống mà All-Star có được một kill của các thành viên team AG. Taiwan đã là người phải nằm xuống bị gạt gió luôn rồi. Chỉ có lại một thành viên của team, đó là AG, đó là AGA. Alexis, Chep. Alexis hạ gục được luôn Fury rồi. Chep cũng đã bị hạ gục. Chỉ còn lại một mình Chim Cút cứu được đồng đội. Liệu rằng Chim Cút có thể quay xuống để cứu đồng đội của mình hay không? Không kịp rồi, gạt gió trực tiếp. Một tình huống mà các thành viên All-Star giao tranh rất gắt cùng với đối phương, và có lẽ là cả hai đều đã có những thương vong nhất định ban đầu. 17 đang có ý định đẩy lên, Cút đang cực kỳ khỏe khoắn lúc này với lượng máu đồng đội của anh ta là Bob cũng đã được cứu và hồi lại bằng cái medkit, chắc chắn là cái medkit với lượng máu đầy đủ như thế này. Để xem Bob và Cút sẽ làm được gì đây. Một tình huống một quả nết lên nhưng không lấy được bất kỳ lượng máu nào của team All-Star cả. AG vẫn đang có định công nhà này. Cứ ngỡ rằng trong pha thi đấu vừa rồi chúng ta là những người có lợi thế khi mà chúng ta là những người đông trước. Rồi Cút đã bị mất đi khoảng chừng 2/3 cây máu, 2 vs 2. Bên phía bên này cũng đang có giao tranh cùng với các thành viên phía của Talon Global. Họ bắn nhau cùng với King Killer War. King Killer War đã mất đi 2 người, trong tình huống này họ chỉ còn lại 2 người. Nhưng các thành viên phía của Talon Global cũng chỉ còn lại Sang cũng như là Bay mà thôi. Sang thì không khỏe khoắn cho Cam. Và đây là một tình huống mà King Killer War hoàn toàn đứng trước cơ hội để clear các thành viên team Talon Global. Talon Global là những người thấp máu hơn. Tuy rằng 2/2 liệu rằng có bắn tốt đến từ vị trí của Bay không? Không được rồi. Chỉ còn lại một mình, đó là Talon Sang. Talon Sang đang di chuyển và Sang bắt buộc phải bắn trước khi cái đồng đội chắc chắn đây đã là một màn phát hiện ra đối phương. Và bây giờ là bắn và được bắn tốt hơn đến từ vị trí của Talon Sang. Thành viên của team King Skullwood đang di chuyển và bây giờ là Pain. Vẫn còn một người nữa. Đúng là còn Tú Lâm 2K và anh ta đã quyết định là đẩy sau cùng so với đồng đội của mình. Và anh ta mang lại một pha clear team dành cho các thành viên phía của King Killer War. Talon Global chính thức dừng lại ở top 14 trong round đó lần này. Và có lẽ rằng các thành viên của team All-Star cũng đã bị clear bởi các thành viên của team Emory's Gaming tại khu vực Los Angeles. Hơi đáng tiếc khi mà các thành viên của team đó là All-Star là những người bắn tốt hơn, khi mà đã có cho mình rất nhiều những mạng độc hạ, tổ chức tấn công, cứ ngỡ rằng chúng ta là những người có lợi. Nhưng để rồi thành viên của All-Star phải nằm lại trước họng súng của các thành viên team AG hay còn gọi là Emory's Gaming. Nhưng thực ra Emory Gaming, đội tuyển đã thành top 1 ở trong round đầu tiên, cũng đã gặp thiệt thòi nhất định so với những team khác rồi. Mặc dù họ có vẻ giao tranh thắng so với team của chúng ta, nhưng rõ ràng họ mất rất nhiều người trong tình huống vừa rồi. Và đó sẽ là một round đấu khó khăn này cho họ khi không có đủ lượng nhân sự khi đối đầu cùng với họ. Vẫn đang còn tới hơn 10 team nữa, đầy đủ với 4 người. Nhưng có lẽ rằng khi bị ép thì đó là một sự đổi trác hoàn hảo. Khi mà đã clear được kẻ địch ở khu vực Los Angeles rất rộng lớn, và lượng đồ của tất cả các thành viên của team All-Star lại sẽ trở về ba lô của các thành viên team AG. 48 player còn lại, 13 player sẽ là 13 team. Và đây là các thành viên team Evos. Họ đụng độ khá sớm với team Box ở tại khu vực Pecado và mất đi vị trí của Ernie. 3 thành viên còn lại thì vẫn đang thi đấu cách cực kỳ là hòa hoãn. Quanh khu vực đó cũng không có team nào khác ngoại trừ team Box của chúng ta cả. Box cũng đang có ý định rời khu vực Pecado để di chuyển sang một khu vực khác, tìm kiếm thêm lượng trang bị để có thể bổ sung cho những vòng bo tiếp theo. Các thành viên của team Best Absolute Perfect sau khi phải dừng lại đầu tiên, chắc chắn những lượng đồ này, tất cả vực Prysol đã bị loot bởi các thành viên của team 14. Team Dog loot khá xa, có lẽ
Thành viên của Team Dog đã lút hết khu vực Minadesu và Los Eagles, sau đó là tổ chức di chuyển với cả 4 thành viên của mình vào trong vòng bò, và phía trước mặt các thành viên của Team Dog là không hề có team nào đang trú ngự. Gà thì rất ngay ở một cái rất ngay đầu họ một cái airdrop, tôi không biết là họ lượm được cái gì chưa. Trong khi đó thì các thành viên Mind Control cũng ở gần khu vực có một cái thính rất xuống, không có ai được tranh chấp thính với họ cả. Một thính rất là ngon ăn cho họ mà thôi. Và nhìn như thế này thì tôi đoán rằng chắc chắn là các thành viên của Team Gà đã bắn hòm thính này đến từ khẩu Flagan. Bởi vì hòm thính đầu tiên là khu vực Laurentira, là khu vực các thành viên của Team Mind Control đang đứng, và thành viên của Mind Control thì đứng khá xa, đồng nghĩa việc đó là hòm thính thường. Đây có là một cái hòm thính đến từ khẩu Flagan nữa. Đúng rồi, đây là hòm thính thường. Có một cái hòm thính bắn từ khẩu Flagan đang được rớt xuống ở trên bản đồ ở một vị trí khác, không phải cái hòm thính này. Đó là hòm thính thứ 3 của cái ra đấu lần này. Không biết team nào đã sử dụng cái khẩu Flagan, nhưng có vẻ như cái góc đứng của họ không bị gặp bất kỳ nguy hiểm nào đến từ team địch cả. Thường thì chúng ta nói là không biết đó là thính hay là bà, nhưng ở trong tình huống vừa rồi chắc là thính rồi. Chắc chắn là thính khi mà ở xung quanh đó là không có ai. Và chắc chắn trong một ngày thi đấu đặc biệt như này, các team sẽ không dại gì đấy, để di chuyển vào đây rồi. Mind Control vừa có được một tình huống mà đớp cái thính đến từ cái khẩu Flagan. AWB và AUG tuyệt vời. Đã có một khẩu ốp với X4, thì không biết là X4 nó có được lắm khẩu AWB hay là có X8 hay là X6 trước đó rồi, không cần X4 đấy nữa. Có lẽ các thành viên của team Mind Control sẽ là chia đồ, bởi vì có một vị trí của Mind Control thậm chí bây giờ vẫn đang cầm trên tay một khẩu shotgun. Hơi đáng tiếc các thành viên của Mind Control chắc chắn là phải di chuyển, vì vừa rồi các thành viên của Mind Control đang loot ở phục đó là Vanilla cùng với các thành viên của team Sungu, và để rồi bị đẩy ra ngoài. Kết đã chuyển sang khẩu M4 của mình, thêm cả khẩu UMP nữa. Như vậy là Kết cũng đã có được một khẩu SMG và một khẩu AR rồi, không đến nỗi tệ lắm cho anh chàng này, thay khẩu shotgun thì là hợp lý mà thôi. Các thành viên của AQ đang di chuyển là khá nhanh. Các thành viên của AQ đang di chuyển để có thể stick với cả là D3. Chắc chắn rồi, đây là khu vực mà các thành viên của team AQ lựa chọn, và cũng đã có cho mình những trang bị là cực tốt với mũ 2, giáp 3 và ba lô 3 đến từ vị trí của D3. Ổn, cái lượng trang bị cực kỳ ổn để có thể thay đổi sẵn sàng thay đổi với bất kỳ team nào. Lúc này tôi nghĩ không có team nào nó giàu hơn cái mức đó quá nhiều đâu. SKS với nòng giáp 8 đến từ vị trí của Plea cực kỳ giàu có, thêm cả băng đạn thêm nữa là 20 viên của SKS. Đây là một trong số những khẩu AR nếu như full phụ kiện thì bắn, không sẽ là DMR full phụ kiện bắn thì thứ là đam to, thứ hai là độ recoil nó cũng sẽ được giảm đến rất đáng kể nếu như bạn có phụ kiện của trang bị này. Rất nhiều các team đã có cho mình những khu vực an toàn ở trong bò. Các viên của team AQ lựa chọn cho mình khu vực đó là Elpozo. Chắc chắn đây là một khu vực ở sát mép bò và một khu vực an toàn dành cho tất cả thành viên của AQ. Một khẩu Flagan đã giúp Mind Control rất nhiều khi mà họ đang trong cái thế là cực kỳ là nghèo nàn. Thanh niên team Dog Chi Hua Hua. Họ tham gia vào lần này chỉ có 3 người mà thôi, nó là Cuvette, The Sun cũng như là Chi Hua Hua. Hơi đáng tiếc dành cho thành viên của Team Dog khi mà bị thiếu đi cho mình một nhân lực, mất đi 25 phần công lực. Liệu rằng các thành viên của Team Dog có ghi danh mình vào trong vòng chung kết hay không? Lượng trang bị của hiện tại của họ với 3 người thì cũng không đến nỗi tệ, giáp 3 mũ 2. Rất nhiều những cái Fred và nước thì cũng đã đề huề rồi. Không biết là thắc mắc là trang bị về mặt súng ống họ như thế nào thôi. Đang cố gắng lái xe di chuyển thêm sâu vào trong bò. Về các thành viên team Box vẫn còn lại 4 người sau khi lút thành công của Mekado. Và họ đang di chuyển lên căn nhà này, căn nhà mà các thành viên team Evos vừa đi qua. Và vừa rồi các thành viên của Evos đang là đứng thủ. Có lẽ đây là một sự tử thủ khi mà thành viên của team Box cũng có lẽ là đã phát hiện được các thành viên của team Evos. Thì Evos quyết định là rời đi khi các thành viên của team Box là lao vào khu vực này. Cực kỳ khát máu. Evos ngày hôm nay lại chơi chậm nhỉ? Lại, đúng rồi. Các thành viên của team Evos ngày hôm nay là hơi khó khi mà các thành viên của team Box là liên tiếp đuổi theo các vị trí các thành viên của team Evos, khi mà team Evos làm mất người và thậm chí chiếc xe này cũng đã gần cháy. Có lẽ sẽ phải đổi xe để di chuyển cùng những đồng đội ở tại một cái xe khác mà thôi. Họ di chuyển vào khu chuồng ngựa để lút thêm những lượng trang bị. Lúc này thì X đang cực kỳ thấp máu, tôi không biết anh chàng này không có phớt đèn, đã có một cái phớt đèn rồi cuối cùng thì cắn luôn cái phớt đèn này, không quấn năm cái thằng đít kia. Rất may mắn rằng là vào trong khu vực chuồng ngựa này, thành viên của team Evos đó là X lại lựa chọn được cho mình đó là một khu vực có phớt đèn. Rất may mắn, nếu không các thành viên của team Evos nếu bị truy đuổi hoặc bị tấn công bởi các thành viên của các team có lẽ sẽ sớm phải nằm lại. Sunu 4 người, đúng, 4 người mà họ vẫn còn nguyên và đang di chuyển sâu hơn vào trong bo. Một cái bo thu check về hướng dưới bản đồ một chút xíu nhưng không sao cả. Đây là một cái vòng bo mà có quá nhiều địa hình để cho các team dân ẩn nấp đi. Quá nhiều là những cái hõm, quá nhiều là những thứ nó gồ ghề. AUG, X4, cũng ổn. Cũng ổn nếu ai đó dám mạo hiểm đi ra hòm thính này. Tuy nhiên rằng rất ít team đi săn thính trong những ra đấu như thế này bởi những ra đấu đặc biệt. Và không ngại gì các viên của AQ là những người đi săn thính. Các viên của AQ là những người đi săn thính. Mặc dù họ đã giáp 3 mũ 3 rồi này. Anh nên là giáp 3 mũ 3 rồi, có lẽ là chỉ là tình huống mà ui lái xe hơi ẩu senior ơi.
Senna vừa có tình huống lật xe, mất đi một lượng máu tương đối là khá. Đi chú ý là người được lao vào lút cái thính này, xe đã sẵn sàng cho phía AQ sau khi ăn thính xong lên xe bỏ chạy mà thôi. Đây là một tình huống mà các thành viên AQ ăn xong thính và sau đó là thoát chạy. Các thành viên của AQ sau khi đã lút ở khu vực Epozo thì vừa rồi khi mà những hình ảnh các thành viên của AQ ở Epozo chúng ta đã nhìn thấy hầu hết tất cả thành viên, từ 3 đến 4 thành viên của team AQ đều đã có cho mình giáp 3. Còn chuyện có mũ 3 thì là đặc biệt khi mà các thành viên của team AQ lựa chọn cho mình, đó là khu vực ở thịnh và mạo hiểm. Tuy nhiên rằng sự mạo hiểm đó có kết quả, đó là quả ngọt chứ không phải là trái đắng. Đúng rồi, như vậy họ không gặp bất kỳ team nào tại cái thịnh đó cả, thêm là mũ 3, giáp 3, thêm khẩu AUG nữa. Lượng trang bị của họ lúc này là cực kỳ nhiều rồi. Các thành viên team boss thì sao? Sau khi lút thành công của Pecado chắc chắn họ không nào giàu bằng các thành viên của AQ được. Và việc đụng độ với team Evo thì cũng chỉ có một mạng thôi. Nếu như có 4 mạng thì lượng đồ nó sẽ được cải thiện rất là nhiều, nhưng mà chỉ có một mạng. Quá giàu, đây là tình huống mà bắn tốt đến từ mệnh 24 vào các thành viên phía của AZ. AZ chỉ còn lại 2 người trong pha hỗn chiến trước đó, và lúc này thì họ đang núp sau nhà vệ sinh kia trước cái họng súng khẩu Skyline với X6 của mình đến từ vị trí của nệm 24 giờ. Và liệu rằng các thành viên của team box có lao lên khi nhận được thông tin đến từ vị trí của nệ rằng ở đây chỉ có 2 người? Chắc chắn là nệ nhìn và biết, bởi nệ là những người tấn công cả 2 thành viên của team Emery's Gaming. Cố gắng nhảy lên để check tầm nhìn đến từ Pegasus, nên nhớ là nhảy lên như vậy đấy. Tôi nói rồi, nhảy lên trong tình huống vừa rồi nó hoàn toàn là ăn một viên đạn vào đầu. Mũ 3 thì đồng ý thật, nhưng mà giáp và thì bây giờ là không hiểu vì lý do gì các thành viên của team Vos, đó là Evox, lại dùng một quả nết hạ gục đồng đội của mình, đó là Bullshark. Không hiểu vì một lý do gì đó, viên thi đấu chuyên nghiệp lại có thể rút nết, hay là đang định công nhà và để rồi ném bật nết xuống dưới để rồi đồng đội của mình đi theo sau. Nhưng trong tình huống nốc như thế chắc là cứu được, cũng không xa, nó mất tí máu thôi, nhưng dạn nứt một chút tình cảm. Bởi vì không hiểu vì một lý do gì đó mà thành viên của team Evos lại ném nết nhau. Rồi, đây là thi đấu chuyên nghiệp. Đây là các thành viên của AG, họ đang ở thế cực kỳ khó. Red Zone thì trên đầu, trước mặt họ là các thành viên team boss với 4 người có sống nguyên. 2 thành viên phía của AG sẽ phải làm gì ở tình huống này? Đây, Amory Gaming đang có một round đấu cực kỳ khó khăn. Sau khi thành công tại round đầu tiên, team boss đang chia người ra tứ bề thọ địch để xem bên phía của AG sẽ phải xử lý như thế nào. Đây, Pegasus đã bị bắn một viên và anh ta đã bị knock out, chỉ còn lại một vị Silver Team mà thôi. Silver Team cũng chắc là phải đi bụi theo cùng đồng đội của mình rồi. Top 13 đang là công nết. G đang là công nết và chắc chắn đây là công nết để cho Silver Team ra ngoài cửa để cho El Cun bắn xong luôn rồi. Và chính xác đó, mình sau đó là Luis. Luis là người tấn công cùng với cả đồng đội của mình, đó là G. G là công nết, sau đó là để cho Luis ở ngoài kê, và được rồi, chắc chắn Silver Team tránh quả nết đó phải di chuyển ra ngoài. 3 kill dành cho team boss với 1 kill của team Evos và 2 kill của bên phía AG. Đó là một tình huống mà các thành viên team boss sau khi không có thành tích quá tốt tại round đầu tiên thì họ đang comeback bằng những tình huống mà không ngại va chạm với cái team Thái Lan của chúng ta. Họ có được 3 kill, trong khi đó thì cũng có một tình huống clear team luôn. AG sau khi có được top 1 tại round đầu tiên, họ dừng chân ở top 13 tại round thứ 2 này. Các thành viên của team Evos sau khi đụng độ rất nhiều lần các thành viên của team box tại khu vực Pegado và những khu vực nhà nhỏ, các thành viên của team Evos giạt ra. Sau đó là có cho mình đến những lượng trang bị là không nhiều. Sau đó tiếp tục có lẽ sẽ sớm di chuyển. Các thành viên của team 14 liệu rằng có rẽ lên đây không? Không, có đụng với Evos không đây? Đây là tình huống mà 14 hoàn toàn có thể đụng độ cùng với Evos khi họ đang đi xe ngang qua khu Evos, và Evos có 3 người thôi. Không biết họ có muốn là lên cò trong tình huống đối phương đi ngang qua như vậy không? Và có lẽ các thành viên của team đó là 14 đang lao trực diện về phía các thành viên của team box. Chắc chắn đây Mario là hướng trực diện rồi. Đúng là như vậy, Mario đang lái cái xe buggy này. Tiếng xe thì có lẽ đã phát hiện ra các thành viên phía của team 14 rồi, để xem box sẽ xử lý như thế nào cho tình huống này. Đây, box bắn hạ được một thành viên team 14 rồi. Team 14 đi ngang qua đây và họ bị thu phí, một người đã phải nằm xuống, nó vẫn chưa được giữ centimet có lẽ cũng sẽ bị gạt giò. Các thành viên còn lại team 14 cố gắng là bỏ chạy mà thôi. Cu vẹt bỏ chạy thành công rồi bỏ lại vị trí của centimet, và centimet sẽ không thể được ai cứu trong tình huống này, anh ta sẽ bị gạt giò, và đó là điểm gục thuộc về cho nện 24 giờ. Điểm gục thứ tư của các thành viên, nhưng Mario cũng đã phải nằm. Tôi không hiểu tại sao khi mà lái xe là đi xa như thế rồi mà Mario vẫn phải nằm xuống. Có lẽ là Mario sau khi di chuyển lại dừng lại chăng? Có lẽ là hướng di chuyển. Cái xe này cũng đã bốc khói lắm rồi. Thanh niên team 14 đi qua một khu vực nó quá là nguy hiểm, và ngay tức họ bị thu phí 2 người đó. Mario centimet rất đáng tiếc cho team 14 chúng ta. Đáng lẽ Mario là những người đã di chuyển khá xa tầm tấn công đến từ các thành viên của team box, nhưng cuối cùng vẫn phải nằm lại. Hơi đáng tiếc dành cho thành viên của team 14. Đây là các thành viên team Gam, đội chủ nhà, họ vẫn chưa mất ai cả, cũng chưa có kill nào cả. Takat vừa rồi bị bắn rồi. Takat còn lại nửa cây máu cho tình huống này. Xe của họ đang dựng là dưới gốc cây, một khu vực khuất tầm nhìn của đối phương. Và để xem, đây là các thành viên phía của Mai còn trọ chuẩn bị giao tranh cùng với Sonu, đã phát hiện ra đối phương rồi. Six 77 đang lộ vị trí, nhưng cảm giác như anh cả vẫn chưa tự tin với khẩu M4 M4X3 của mình.
Đây có lẽ là không phải là một màn giao tranh tốt khi mà khoảng cách là quá lớn. Các thành viên của team Mass Control cũng không muốn lộ vị trí. Các thành viên của team Sugu thì chưa hề hay biết ở đây có các thành viên của team Mass Control. Chỉ là check mà thôi. Bởi các thành viên của team Mass Control là những người check khá kỹ. Check kỹ và đây là một góc bắn khá khó đến từ vị trí của các thành viên team Mass Control, cũng như là để có thể check được vị trí team Mass Control, các thành viên của team Sugu cần phải là ngắm check rất kỹ. AWM với cái X4 này thì để xem Hip sẽ làm được gì đây. Hơi khó. Không ai đứng im cho anh ta ăn vào đầu cả. Đây là một giải đấu chuyên nghiệp rồi, cực kỳ khó để những tình huống như thế xuất hiện. Và đây là khẩu là AWM nhặt được từ cái thính của anh chàng Hip Z. Đó là cái thính hình như đến từ cái khẩu flygun của họ đấy. Đúng rồi, họ đã bắn flygun ở khu vực này. Sau đó là có cho mình được một khẩu ốp. Và bây giờ đang ngắm bắn về phía các viên của team Sungu. Rất khó khi mà Sungu đã đẩy các viên của team Mass Control ra khỏi khu vực đó là Lacoberia. Và để cuối cùng thành viên của team Mass Control vẫn đang ngắm bắn về phía thành viên của team Sungu. Nhưng chưa có những mạng bọc cỏ. Tôi cảm giác như Sungu thì lại đang hướng mình về cái hướng của team Dog. Và họ kê về hướng team Dog. Nhưng mà họ đang bị hở sườn thật sự. Khẩu AWM thêm M249 nữa, một cái ốp cực kỳ chất lượng lên bên phía của Popeye. Các thành viên của Popeye cũng đang tổ chức, đó là lút thịnh, chắc chắn rồi, sẽ là lút thịnh. King Skilogua đã nhìn thấy. Bắn rồi, đây là tình huống mà Fed đã dính một vài viên đạn vào người, với giáp 2 của anh ta bắt đầu bị trừ đi một nửa. Cái lượng máu của nó bắt buộc phải hồi máu lại bằng phớt ẹt, thêm cả bấm nước để có thể heal lại. Popeye cũng đã bị phát hiện tầm nhìn bởi các thành viên team số 4. Và tiếp tục đó là các thành viên của team Evos bị tấn công bởi các thành viên của team Box. Bây giờ Evos chỉ còn lại một mình JG, và liệu rằng JG có nằm xuống hay không khi mà vừa rồi Box đi là bắn tốt. Evos đã bị clear team, Evos đã bị Box clear sau một pha tấn công tốt đến từ vị trí của Box G. Box G ngày hôm nay là có cho mình một pha highlight. Chính xác là vừa rồi đã là cân 3 đến từ vị trí của Box G. Bắn quá tốt trong ngày này, có lẽ rằng thành viên tỏa sáng nhất của team Box trong round thứ hai này đó là Box G. Tôi không biết tại sao Cu Vẹt đã phải nằm xuống rồi, rồi còn lại một mình Big Dash trong số team số 14 mà thôi. Họ bị team Box. Team Box bắn quá gắt đi. Team Box họ clear quá nhiều team trong round lần này, họ clear được AG, họ clear được Evos, họ khiến team 14, đó là team 14 phải mất hai người. Để mất hai người đó là Mario và Sentiment, sau khi di chuyển qua khu vực các thành viên của team Box đã phải nộp thuế mất hai thành viên. Và Big Dash cũng đã nằm xuống đấy, còn mỗi một chiếc Cu Vẹt thôi. Đây là tình huống mà các thành viên team Killer đang tấn công ở Popeye. Popeye lên xe bỏ chạy, bỏ lại một mình vị trí của Fed ở trong nhà. Fed cực kỳ yếu máu trong tình huống này, thì Club hoàn toàn bỏ qua vị trí của Fed và tấn công vào xe hai thành viên còn lại bên phía của ba thành viên còn lại bên phía của Popeye mà thôi. Popeye đã thoát lui thành công. Tôi không biết là Fed trong căn nhà kia thì như thế nào. Cu Mèo vừa bị nốc bởi vị trí của Club rồi. Cu Mèo không thoát ra khỏi được họng súng các thành viên bên phía của đó là team King Skilogua. King Skilogua có thể lên được không đây? Có lẽ là hướng di chuyển các thành viên của team King Skilogua không muốn lên đây bởi bị tầm xa. Đúng rồi, các thành viên của team King Skilogua thì có cho mình những chiếc ốp lớn, vậy nên chỉ cần đứng trong khu nhà và tấn công về phía các thành viên của Popeye khi mà các thành viên của Popeye quyết định di chuyển bằng phương tiện là khá nhanh. Popeye đã phải bỏ lại một người cho tình huống này và họ di chuyển bằng xe để thoát chạy ba người còn lại, bỏ lại một vị trí cứu mếu mà thôi. Đó là một pha giao tranh mà các thành viên phía của Popeye không có lợi thế. Họ đứng trong căn nhà bị quá nhiều những cái nòng ngắm đến từ đối phương băng vào. Đây là Sunu. Như tôi nói, họ vừa kêu các thành viên team Dog, nhưng sau đó thì họ chợt nhận ra rằng My Control đang chĩa súng về hướng của họ và anh cả ngay lập tức bị knock out rồi. Liên tục đó là khu vực ở nằm trong bò. Có lẽ đây là một khu vực ở Montenegro chăng? Tôi chưa nhìn kỹ các khu vực nhà này, nhưng mà rất nhiều team đang lựa chọn về đây. Đó là một khu vực ở trong Montenegro. Và ngay lập tức King Killer mất đi một người, đó là Tú Lâm. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại nằm xuống. Anh ta bị gạt giò luôn với chiếc phép với khẩu ốp cực kỳ chuẩn rồi. Nhưng King Killer có lại một điểm ở gục của En Cún. Và đây là giao tranh cực kỳ hỗn loạn giữa ba team nổ ra, thưa quý vị và các bạn. Đây là các thành viên team My Control. My Control còn lại tổng cộng là 4 người. Anh cả đã được cứu và anh cả đã có thể tham gia vào cuộc công lên này. Đó là team Dog. Team Dog chỉ còn lại 2 người trong tình huống này mà thôi. Họ vừa bị gạt vào một người, The Sun cũng như Chihuahua sẽ là 2 người sống sót cuối cùng của team Dog trong sự công phá đến team Box. Tính rất là My Control. Rất nhiều các team vừa rồi là các thành viên của team Box đang giao tranh với các thành viên của team King Skilogua. Và bây giờ King Skilogua Love đã bị ạ cục. Các thành viên của team Box là lao vào liên tục gạt giò trực tiếp đến từ vị trí của Luis. Liên tục là những màn giao tranh đến từ các team khi mà vòng bò đã thu vào. Các team tìm kiếm cho mình một khu vực an toàn. Và đó là điểm chết khi mà các team tìm cùng khu vực nhà và để rồi phải tấn công nhau. Với 4 người thì lúc này My Control hoàn toàn có thể để thẳng vào khu vực nhà của đối phương để có thể clear team, đó là team Dog. Trong khi đó thì Boss mất đi 2 người, Luis và Nện 24 giờ là người 2 người sống sót. Không, Nện 24 giờ đã bị gạt giò rồi, như vậy là Luis là người sống sót duy nhất lúc này của các thành viên phía team Boss. Boss mất thêm một người, đó là vị trí của En Cún rồi. Team Box vừa rồi là bị tấn công bởi quá nhiều những họng súng. Các thành viên của team Box là liên tục bị tấn công bởi quá nhiều họng súng ở khu vực này. Và một khu vực chống trả chắc chắn là phải nằm xuống. Các thành viên của team Box cần phải di chuyển sớm với vị trí cuối cùng của mình, đó là Luis. Giao tranh diễn ra giữa My Control cũng như team Gà, có lẽ team Gà đã không thể nào chống cự lại 4 thành viên phía của My Control được.
Ghe thì cũng đã bị gạt giò. Gam vừa mất đi hai người trong cuộc hỗn chiến với các thành viên X-Gamer tại đâu đó. Khi mà di chuyển vòng bọc, các thành viên của team Gam đụng độ các thành viên của team X-Gamer và để rồi phải nắm lại hai người. Khi cả hai team đều đang là cố gắng di chuyển, chắc chắn là Luis phải gạt giò được hai thành viên của team King's Global, đó là Vi và Pain. Để có thể tiến vào vòng bò, Luis hạ gục được Pain, chỉ còn trước mặt đó là Vi. Đâm một kill cho Luis luôn này, trong tình huống này anh ta vẫn đang bắn cực kỳ ổn, vẫn là niềm hy vọng của team Box ở trong round thứ hai này. Tuy nhiên rằng việc di chuyển các thành viên của team P3 đó là Popeyes đã là những người vào trong vòng bó trước và liệu rằng Box Luis có đủ thời gian để hồi phục lại tất cả những máu nước của mình, liệu rằng có di chuyển được trong vào trong vòng bó hay không? Đó là một câu hỏi rất lớn lúc này đối với thành viên team Box, khi họ đã có những tình huống clear team cực kỳ ổn nhưng cuối cùng thì lại gặp rất nhiều khó khăn. Gam mất đi một người, đó chính là vị trí của C2. Họ có thể cứu được vị trí của Rabbit để có thể bỏ chạy những huống này không? Đây Mr. Six đang bị bắn, cố gắng lặng lách đánh võng, rất nhiều những luồng đạn bay vào các thành viên phía của team Gam, đó là team số 7. Team số 7 là X-Gamer đang bắn rất giáp vào team Gam. Và vừa rồi thì HipZ của team Mascotro hạ gục được một thành viên của Aqs, liên tục là những màn giao tranh nảy lửa đến từ tất cả các team khi vòng bò đang là chuẩn bị thu vào. Sấy tốt đến từ vị trí của Gamstrick hạ gục một thành viên của team X-Gamer. X-Gamer tiếp tục là di chuyển, chiếc xe đã nổ nhưng các thành viên của team X-Gamer đã rời được khỏi chiếc xe đó, rất may mắn. X-Gamer mất đi một người, Gam thì cũng đã mất đi một người. Đây là một tình huống có định gạt giò trực tiếp đến từ Mr. Six, nhắm vào vị trí của gamer Phang. Phang đang bị bắn, những tình huống bắn chuẩn xác đến từ Mr. Six mang lại một điểm hộp dành cho Gam trong round lần này. Bên phía bên kia thì Gam Phương Huy vẫn còn sống và Mike Control mất đi một người, đó là vị trí của Kép. Mike Control còn lại 3 người. Đây là tình huống mà không biết có gạt giò được không đây. Không gạt giò được, ở góc này thì Kép đã được cứu rồi. Như vậy là các thành viên phía team Gam vẫn chỉ còn lại một mình vị trí Phương Huy và đấu lại 4 thành viên phía của Mike Control mà thôi, cực kỳ khó dành cho team Gam trong round thứ hai này. Và X-Gamer đang cần phải mở đường với thành viên cuối cùng của mình đang ở ngoài bò. Có hai thành viên đã chạy được vào bò, đó là Blackman và Captain. Chỉ còn lại một mình Ya. Ya đã dừng lại ở góc bò. Rất may mắn P3 hạ gục một thành viên của team X-Gamer, đó là Captain. Đúng là như vậy, Captain đã bị bắn hạ và anh ta bị gạt giò luôn bởi các thành viên phía Popeye rồi. Như vậy Popeye đã giúp cho Ga một vé trong việc là trụ lại trong căn nhà kia, một căn nhà mà hoàn toàn họ có thể bị tấn công bởi các thành viên X-Gamer. X-Gamer còn lại hai người trong tình huống này. M24 trong tay Zeros vẫn đang có những tình huống móc máy vào các thành viên phía Pop X-Gamer. X-Gamer thì đang kê vào các thành viên team Gam nhưng họ quên rằng có một team khác, đó là các thành viên phía của Popeye vẫn đang làm khó họ nãy giờ. Và vòng bò bây giờ đã được xác định và vòng bò lại ủng hộ các thành viên của team AQ Athena. Athena đã có cho mình, các thành viên của AQ đã có cho mình một góc trong bò là đủ đẹp. Các thành viên của Mind Control, các thành viên của team Dog, team Gà đều phải di chuyển về khu vực này để vào trong bò. Và liệu rằng sự giao tranh có giết chết giấc mơ các thành viên của team AQ hay không? Hay AQ sẽ là có thêm cho mình những mạng giết khi mà là những người đứng trong bò và kê về phía các thành viên của team Mind Control, các thành viên của team Gà và team Dog chạy bò. Gà vừa bị knock rồi, các tiếp tục bị knock bởi một thành viên nào đó, bởi team Gà thì phải, team Gà vẫn tương đối khỏe. Bên phía bên này thì Mind Control giao tranh với AAQ của Thái Lan. Ngay lập tức Tao Tên Bi mất tương đối nhiều máu, anh ta bị knock luôn rồi. Núp vào quả smoke này để có thể an toàn lùi vào căn nhà mà nơi mà Hip có thể cứu được anh ta. Hip vẫn đang cố gắng cứu đồng đội của mình ở bên phía bên trong nhà, nhưng AAQ và team Gà vẫn còn rất khỏe. Hai thanh niên là AAQ cũng như là Gà đang công vào căn nhà mà các thành viên Mind Control đang đứng. Gà đẩy lên hơi lỗi rồi. Gà, các thành viên team Gà mất đi hai người trong tình huống này. AAQ đang là người đắc lợi trong cuộc hỗn chiến giữa hai team Việt Nam. Team Dog cũng đã bị độc hạ, liên tục là những chú gà đang di chuyển và AQ tấn công về phía khu vực các thành viên của team Gà. Team Mind Control cũng đang ở đây. Và liệu rằng chúng ta có thua hay không? Ba team nhưng những người có lợi đó là AQ, Skiman. Nhưng mà độc hạ là quá nhiều. HipZ vẫn còn. HipZ có thể tấn công về phía của D3. Nhưng như vậy là team Gà đã bị clear rồi. Mind Control mới là những người sống sót trong cuộc chiến với AQ tại khu vực này. Nhưng Mind Control đã quá là yếu máu ở nhiều vị trí khác nhau. Kết có được cứu không đây? Các thành viên AQ cực kỳ bình tĩnh, họ đẩy ngược trở ra. Bây giờ là D3 đẩy một góc khác. Ba thành viên còn lại AQ đang chiếm lại góc khác của căn nhà này. Một tình huống đẩy cực kỳ bình tĩnh đến từ người Thái Lan. Mind Control vẫn còn lại 3 người nhưng Kết đang cực kỳ yếu máu. Liệu rằng ba thành viên phía Mind Control có làm lên lịch sử khi mà họ clear 4 thành viên phía AQ tại khu vực này không? Đây một kèo đó không hề dễ dành cho những người Việt Nam. Đó là tình huống Kết đã bị knock out. Bởi một quả đen còn lại của Mind Control mà thôi. Các thành viên của team đó là AQ là bắn quá tốt cho trường vừa rồi khi mà họ là những người chủ động tấn công. Sau khi biết các thành viên của team Mind Control ở trên nhà bắt đầu tiến hành, đó là công nết. Sun Gu là những người có cho mình được một vòng bò và bây giờ tấn công đến từ vị trí Senior. Senior bị HipZ hạ gục và chắc chắn đó là bắn tốt đến từ vị trí của Keski mà AQ D3 bị hạ gục. Chỉ còn lại một mình đó là G9. Chỉ còn lại một mình đó là G9 của team AQ. Khi mà chúng ta còn tới hai thành viên đó là HipZ và đó là Tao Thiên Bi đang còn đứng vững.
Kate vẫn sẽ được cứu trong tình huống này mà thôi. Đó là một tình huống công cực kỳ lỗi đến từ phía Akiu. Akiu sẽ phải làm gì cho tình huống họ bị nốc tương đối nhiều người, nhưng để Kate đã được cứu, anh ta sẽ được hưu máu lại mà thôi. Một tình huống ba thành viên bên phía của My Control phòng thủ nhà cực kỳ vững chãi và chắc chắn là phải công xuống khu vực tầng 1, sau đó là sớm di chuyển vào vòng bò. Các viên của team My Control chia cánh để có một người chạy trước, sau đó là hai người sẽ phòng thủ sự tấn công đến từ các viên của team Akiu. Tôi không biết là Akiu có dám đứng lại khu vực này quá lâu nữa hay không. My Control đã bỏ chạy được hai người đó, bỏ lại một mình vị trí Kết tại khu vực nhà này mà thôi. Kết là người duy nhất ở tại căn nhà này. Và đây là tình huống mà Tao Tên Bi đã bị bắn, nhưng sau đó là Hip Z cover cực kỳ tốt cho Tao Tên Bi để hạ gục một thành viên phía của team Dog. Và bây giờ chỉ còn lại một giây nữa, vòng bò sẽ thu vào, tất cả team sẽ phải di chuyển vào vòng bò. Các viên của Akiu chạy cánh trái, các viên của team My Control chạy cánh phải, không có sự giao tranh đến từ hai thành viên của team, đó là My Control và đó là các viên của Akiu. Bò đốt rất đau, My Control đang phải chạy, Kết chỉ còn lại nửa cây máu, bọn bị bò đốt. Đến phía bên này thì Akiu mất đi một người. Và như vậy họ chỉ còn lại vị trí DJ cũng như là Flea rồi. Đang cố gắng đổi góc, Gam thì cũng đang bị tấn công, Takat đang cố gắng hỗ trợ cho Rabbit để có thể lùi về cho tình huống mà anh ta vừa bị knock bởi Flea. Bên phía bên kia, Flea lao ra có định gạt giò vào thành viên phía của team Gam, nhưng không được. Rabbit vẫn sống trong tình huống này, trong đó Flea bắt buộc phải chạy ngược vào vị trí của DJ để có thể hỗ trợ cho nhau trong tình huống đứng thủ lại. Họ chỉ còn lại hai người mà thôi. Các viên của các team bây giờ còn lại chỉ với 4 team và 10 thành viên. Các viên của team Gam đang có cho mình hai người được vững, đó là Taka và đó là Mr. Six. Đang tổ chức có lẽ là muốn kích động đội hoặc tấn công về phía các viên của Akius, đó là Please và đó là Dithui. Một quả smoke trả ra đến từ Mr. Six để giúp cho Rabbit có thể sống sót lâu hơn. Nhưng không được rồi, Please đã bị lộ vị trí, Please muốn tấn công. Và bây giờ Mr. Six không tổ chức đó là ném smoke nữa, bắt đầu kê chắn để cho thành viên của mình, đó là Taka, cứu được đồng đội, đó là Rabbit. Rabbit sẽ được cứu và như vậy Gam vẫn sẽ còn 3 người, My Control cũng còn 3 người. Trong khi đó thì Sun Woo chỉ còn lại 2 người mà thôi. 2 người còn lại là cuộc về phía của Akiu bên phía Thái Lan. Họ núp sau một cái thùng của một xe kéo. Và 2 đấu 2, đấu 3, đấu 3. Và chúng ta đó là team Gam cũng như team My Control, đó là mỗi team với 3 người chơi. Còn đại diện đến từ Thái Lan đó là Akiu cùng với Sun Woo. Mỗi team chỉ có cho mình đó là 2 thành viên. Với một cái vòng bo nó nhỏ như vậy mà còn tới 10 người, tôi không biết là bo tiếp theo thủ vào đâu nữa. Những player đã che hết những cái vòng bo tiếp theo của chúng ta rồi. Gam đang có định đẩy vào nhà của Sun Woo. Sun Woo còn lại hai thành viên cho căn nhà này. Team đập chân run, quá nhiều smoke trả ra bên phía của Akiu, vẫn còn hai người. Và họ đã đút vào quả smoke để có thể. Đây là một tình huống mà Gam bắn nhau với My Control và ngay lập tức một người bên phía của Gam nó phải nằm xuống, đó chính là vị trí của Rabbit. Nhưng My Control chắc chắn là Kat xông ra thẳng lên. Kat đã bị bắn hạ bởi vị trí của ta Kat rồi. Hip bắn nhau tay đôi của Mr. Six. Mr. Six bị knock out. Hip cực kỳ yếu mà bên phía kia Tao Tên Bi đã clear hoàn toàn team Gam rồi. Sun Woo vẫn đang là người đắc lợi. Họ bên phía bên này cho các My Control không còn sống quá khỏe. Và bây giờ thì chúng ta đã hết những đại diện Việt Nam ở đây khi mà cả hai team của chúng ta là bắn nhau. Các đại biện của team đó là Akiu, các đại biện của team Sun Woo mặc định có cho mình đó là top 1 và top 2. Và liệu rằng Akiu hay các đại biện của team Sun Woo là những người bắn tốt khi mà đại diện của Thái Lan đó là em Mori Gaming đã có cho mình một trận đấu top 1 ở round đầu tiên. Chính xác là như vậy, đây sẽ là tình huống 2v2 giữa hai team Thái Lan khi mà My Control cũng như Gam quay ra bắn nhau ạ. Rất đáng tiếc từ các bạn trong tình huống vừa rồi. Chúng ta lại cờ lìa nhau. Đúng là như vậy, và những người thá thì những người được hưởng lợi trực tiếp trong round đấu thứ hai này, họ sẽ có được top 1 và top 2. Hiện tại đây là góc nhìn của cả hai đội tuyển Akiu cũng như là Sun Woo. Bo tiếp theo không biết là sẽ thua vào đâu, nhưng mà cả hai có lẽ sẽ phải quyết chiến một trận đấu 2v2 song phẳng với nhau để tranh top 1 mà thôi. Cả hai team đều đã có cho mình góc an toàn. Cả hai team đều đang cố gắng kề chắn và thậm chí rằng là ngắm vào những bức tường để có thể đợi kẻ địch đi ngang qua, sau đó là bóc cỏ. Rất khó để có những sự giao tranh là liên tục khi ở đây tất cả thành viên của các team đang là ngắm bắn về phía nhau, chắc chắn là biết nhau ở những khu vực nhà nào, bởi những tiếng bước chân vừa rồi là quá nhiều. Đúng là như vậy, tôi không biết là cái bo tiếp theo thủ ở đâu, liệu rằng Akiu sẽ phải công nhà hay là Sun Woo sẽ là những người phải đẩy ra khi mà áp lực của vòng bo sẽ là rất lớn ở những vòng bo cuối cùng như vậy. Đây là một vòng bo mà chắc chắn các team phải bắn nhau, vì đây là một vòng bo đã tổ chức đó là thiêu máu. Thành viên của team Akiu quyết định đó là ném smoke để có thể loot thêm cho mình được những lượng máu khi mà vị trí của 6-17-7 có cho mình tới 8 chiếc first aid, không cần phải đi đâu cả. Đã có quá nhiều máu rồi. Tôi nghĩ là medkit sẽ ngon hơn là cái first aid. Nhưng mà lúc này đào ra được medkit thì cũng khá là hiếm đây. Những tình huống công nhà đến phía của Akiu rồi, họ không còn đủ kiên nhẫn nữa. Họ muốn công vào căn nhà. Đầu tiên là không biết trong căn nhà này có ai không đã. Nhưng mà thực ra bên phía Akiu là căn nhà khác, có hai căn nhà tại đây. Họ không biết chính xác rằng là ở bên đó là kẻ địch là ai. Tuy nhiên rằng là họ muốn chắc chắn rằng mình có một thứ hạng tốt, rằng một round ở vị trí top 1 sẽ là sự vinh danh và sẽ là sự kích thích tinh thần của tất cả thành viên của mình. Vậy nên các thành viên của team Akiu sẽ có cho mình được sự cố gắng và đợi chờ, chứ không phải là quá vội vàng và lao lên sau đó để các thành viên của team Sun Woo có cho mình lợi thế. Chia bớt first aid cho đồng đội của mình. Tổng cộng lúc này Akiu có được 3 kill mà thôi. 3 kill đến 2 thanh niên này, không biết là những thành viên còn lại thì có nhiều kill hay không.
nhưng cũng chưa phải là nhiều kill lắm. Trong khi bên này chúng ta có Unknown đang có cho mình 2 kill rồi. Có lẽ là dồn máu nước về cho một người. Thành viên của team đó là team Arcus, đó là vị trí của D2. Nếu D2 dồn đồ như này thì D2 sẽ là người đứng thủ. Bởi D2 là người cầm nhiều frag hơn, chắc chắn D2 sẽ là người đứng thủ. Còn một thành viên của mình đó là Please. Please chắc chắn sẽ là người phải liều mình lao lên để tránh cho các thành viên của team Suru có đủ thời gian để uống máu. Chỉ cần một viên đạn trúng mỗi người, thành viên của team AQ chắc chắn là những người dành cho mình lợi thế đến với một trận đấu top 1. Khi mà những sự giao tranh đến từ khu vực đó là thời gian là 36 phút 02 giây, thời gian của vòng bo thu vào, và lúc đó sẽ là một màn thi đấu uống máu chứ không phải là những màn giao tranh nảy lửa. Tôi đã từng chứng kiến một cái vòng bo nó thu và một người ở trên lầu, một người dưới lầu, hai người thay nhau bơm máu xem bên nào trụ bo lâu hơn thôi. Chứ nhưng cái nhà này là nhà một lầu duy nhất mà thôi, để xem là họ sẽ công nhà là như thế nào, AQ hay là Suru sẽ là những người giành chiến thắng. Vẫn chưa có những dấu hiệu thu cái vòng bo cuối cùng. Bắt đầu vòng bo thu rồi, bắt đầu vòng bo có lẽ thu rồi, nên vậy nên là đó là Please. Please đang di chuyển, Please đang di chuyển và Please bắn nhưng không được. Thành viên của team Suru bắn quá tốt. D2 đang uống máu và hơi khó rồi. Khi thành viên của team Suru cũng đang dừng lại. Cắn phớt ẹt ở vòng bo này và Sunho Unknown có lẽ sẽ phải nằm xuống bởi bo mà thôi. Anh ta bơm máu không kịp, đúng là như vậy rồi. Sunho 677 bơm máu không được. Và để rồi thành viên của team Arceus, khi mà tiếng bước chân các thành viên của team Sunho là quá mất thời gian để tấn công thành viên của team Arceus, và để rồi phải nằm lại khi mà vòng bo đã thu vào. Đúng là quá đau. Đó là thanh niên Please đánh quá là chí đi. Anh ta quyết định băng lên để cầu rời cho đối phương, và khi đối phương bắn hạ anh ta thì cái thời gian bơm máu sẽ không đủ. Và đồng đội của anh ta đó là anh chàng đó là D2 chỉ đứng ở ngoài, bơm máu và bơm máu, chỉ cần đợi chờ, sau đó thời gian sẽ minh chứng rằng AQ là những người đứng ở top 1 trong trận đấu này. Wow, đó là người Thái, họ có những tư duy cực kỳ là trí tuệ ở tại cái tựa game này. Họ có một tình huống chia người cực kỳ là tung tăng, ban đầu nghĩ là họ để lỗi và Please nằm xuống, nhưng sau đó thanh niên kia đứng ở ngoài hưu máu lên và cuối cùng bo làm nốt phần việc còn lại. Họ đó là những trong những màn thi đấu mà thi đấu máu, thì vậy nên các thành viên của team D3 là những người có lợi thế hơn khi mà AQ là những người chia đôi đơn vị đội hình, và sau đó là những người có lợi thế ở trong pha thi đấu uống máu. Và rất đáng tiếc dành cho các thành viên của team Mars Control và các thành viên của team Gang đã không có cho mình những thứ hạng cao khi mà đã gạt gió nhau để rồi người Thái lên ngôi, đó là các thành viên của AQ. Đó là round thứ hai chúng ta tại map Riamao. Chúng ta hãy cùng tạm thời nghỉ ngơi trong giây lát trước khi bước đến với map đấu Irenzo, trở lại với round thứ ba và round cuối cùng tại khuôn khổ nhánh thắng này.